Chi đoàn cơ quan chính quyền huyện Hạ Hòa vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chi đoàn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú cho Đảng và xét kết nạp. 100% đoàn viên được học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đoàn. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn cơ quan chính quyền huyện Hạ Hòa phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm nhiệm từ 4 công trình phần việc thanh niên. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 7 đồng chí, bầu bí thư chi đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.